Kênh nhà đất Văn Thanh Cò xin chào tất cả bà con. Trưa hôm nay thì Văn Thanh Cò sẽ đi quay cái nền đất ở trong đường nhựa Phước Toàn nè, ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, mặt tiền đường nhựa này luôn. Từ đây vô chưa tới cây số bên tay trái nha. Ở đây là quốc lộ 1A. Từ trong miếng đất ra quốc lộ 1A này tầm chưa tới cây số nữa. Từ đây lên chợ Bình Chánh khoảng chừng 5 cây số nha. Ở đây là ngay đèn xanh đèn đỏ của Ủy ban nhân dân xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đó. Đây là khu vực của chợ Gò Đen, xã Phước Lợi, Bến Lức, Long An nha bà con. Ở đây là ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bây giờ Thanh Cò sẽ đi vô trong cái miếng đất, đi thẳng vô, đi tầm khoảng chừng 800 mét trong đó đó, bên tay trái. Thanh Cò sẽ quay cái nền đất cho này cho bà con mình coi nha. Có hai nền liền kề luôn, bề ngang 5 m, hai nền là 10 m, sâu vô khoảng 45 một nền á. Tổng thể hai nền như vậy là 10 x 45 á. Bà con mình ai mua mấy nền này làm kho xưởng hay làm nhà gì cũng ok hết nha. Cách quốc lộ chưa tới cây số nữa, điện ba pha có sẵn luôn nè, đường nhựa luôn, đường này là xe 8 tấn 10 tấn đi vi vu luôn nha. Đây Thanh Cò dừng lại ngay chỗ này nha. Chỗ này thì cách quốc lộ 1A tầm khoảng 800 mét thôi. Đó, nền này bề ngang là 5, bề sâu vô là 45. Tổng diện tích là 227 mét đất thổ cư, sổ phòng riêng. Chủ đang kêu một sổ như vậy chỉ có 2,850 thôi. Giá còn thương lượng. Có hai nền liền kề luôn. Mua lẻ cũng bán, mua sỉ bán luôn. Đất mình quay về hướng Tây, chánh Tây luôn nha. Này đổ nền cao rồi, ngang với mặt đường. Đường nhựa này 7 m. Lề ở đây thì mình xây mình thục sân tầm khoảng 11 m nha, như cái nhà này nè. Người ta xây, người ta thục vô sân đó, ở ngoài người ta làm cái sân. Sân này bà con mình làm mái che, mình đậu xe được nha. Đây như cái nhà này nè, ta cũng làm mái che nè. Thục lùi thì 45 m này, thục lùi 11 thì bà con mình cũng còn được 30 mấy mét rồi, 30 mấy mét xây nhà. Rồi sân trước làm thục vô 11 mét sân nha, vừa sân để đậu xe. Đây đường này chạy thẳng nữa, chạy thẳng hoài nó đi ra 835C ngay hướng gần cầu Bà Đắc đó, Phước Vân đó, hoặc là đi ra 833B bên cánh cầu ông Tổng Long Hiệp đó. Ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây thì quy hoạch của tương lai mình là đất ở nông thôn, rồi tương lai là đô thị hóa, rồi lên nữa nó cặp với Sài Gòn nha bà con, cặp với chợ Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh nha. Lên tới chợ Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 5 cây số thôi. Đây đi ra chợ Gò Đen khoảng 2 cây. Rồi mọi thắc mắc bà con mình alo, số điện thoại là 078 666 8368. Rồi Thanh Cò xin chào.